Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiên. Trong tập trước, hai người Tiểu Phàm và Hòa Thượng Thạch Đầu đã xung phong đi tiêu diệt Tam Vĩ Yêu Hồ. Đến Sa Huyệt, nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù quá dày đặc, không thể quan sát được quá xa. Vừa mới lơ là một chút, sau khi quay đầu lại thì đã không thấy Thạch Đầu ở đâu nữa. Trương Tiểu Phàm vội chạy đi tìm kiếm, vậy nhưng vẫn không thấy người ở đâu. Cậu vẫn sức định đẩy lùi sương mù vậy nhưng không được. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, từng là yêu hồ nên cậu lập tức quay lại phản công. Ai ngờ người đó lại là Thạch Đầu. Vì bị đánh úp bất ngờ nên Thạch Đầu chẳng kịp phản công, thân thể bị đánh bay ra xa. Hắn cho biết bà nãy giờ đi là vì phát hiện trong sương mù có yêu thú nên chạy đi xử lý. Chẳng biết là hắn ta đang khoe hay là thật nữa, vậy nhưng mà cánh rừng này cũng quá cổ quái, cần phải cẩn thận hơn. Cậu nhặt pháp bảo của gã lên hỏi thăm, trong khí độ của nó vô cùng trang nghiêm, uy lực bất phàm. Hắn ta nghe vậy liền thoải mái tiết lộ, sư phụ lão nhân gia từng nói với hắn. Kim cương môn truy căn tổ nguyên có mất phần liên quan tới môn phái tu chân. Phật môn chính tông Thiên Âm Tử, pháp bảo của hắn tên là Phá Sát, chiêu lợi hại nhất là hút tinh hoa thổ mộc, diệt ma sát lực. Nói rồi, hắn liền muốn biểu diễn một phen. Hắn bộc phát thực lực, rồi giáng xuống dưới đất. Vậy nhưng sau hai lần biểu diễn vẫn không thể đẩy lùi được sương mù trước mặt, hắn ta gãi đầu ngại ngùng. Đột nhiên một tiếng hát vang lên, giọng hát nhẹ nhàng, hai người nhanh chóng tìm tới nơi phát ra âm thanh. Ở dưới một gốc cây có một nữ tử hồ ly đang ngâm nga bài hát, dường như nàng ta đang có tâm sự. Bên cạnh nàng là một cái giếng cổ đã 3.000 năm. Vào đêm trăng tròn, quan sát với tâm trí thành thì tất cả toại nguyện. Nhưng nàng đã nhìn 3 lần rồi, vì sao bệnh của người trong lòng nàng vẫn không chuyển biến tốt. Thạch Đầu lên tiếng cắt ngang không khí, có phải nàng chính là Tam Vĩ Yêu Hồ? Nàng ta nghe về cũng ngạc nhiên hỏi thăm ngược lại, có phải hai người tới đây để giết mình hay không? Thạch Đầu không đáp lời mà trực tiếp sử dụng hành động để chứng minh lời nàng ta nói là đúng. Hắn cầm theo quyền trượng lao lên, thân hình nàng ta lập tức hóa thành mấy cánh hoa biến mất, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Phàm hỏi thăm cậu nghe được ý gì trong lời bài hát. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi rút vũ khí tấn công, và nhưng ai ngờ đụng độ phải Thạch Đầu. Vài lần bị chèn ép, và nhưng Tam Vĩ Yêu Hồ vẫn tư thái thản nhiên hỏi thăm nguyên do, cho rằng hai người dồn ép không tha như vậy rốt cuộc là vì sao. Thạch Đầu lập tức đáp lời, yêu nghiệt gây hại nhân gian, quấy cho Tiểu Trì chấn lòng người bàng hoàng còn không đáng chết, chẳng lẽ lại đáng sống. Vừa nói bọn họ vừa động thủ, Tam Vĩ Yêu Hồ nghe vậy liền bất ngờ, thì sao hai người không phải vì đại ca nàng nên mới tới đây. Tuy chưa biết hàm ý là gì, vậy nhưng sau khi biết sự thật thì nàng ta lại động sát tâm. Nàng ta chủ động tấn công cầm chân Thạch Đầu, sau đó tiến lại gần Tiểu Phàm nói chuyện. Nàng nghĩ chắc chắn cậu không nỡ quá khứ, lại lo lắng người tương lai, tình cảm sâu hơn cả nàng. Trong lòng cũng có người con gái nhớ nhung sau, nếu vậy thì đến giếng thử nhìn đi. Trương Tiểu Phàm không biết nên tin hay là không tin nữa, trong khi đó Thạch Đầu thì không tin rồi. Hắn cầm theo vũ khí truy đuổi Tam Vĩ Yêu Hồ. Trương Tiểu Phàm giống như bị mê hoặc, thân thể chậm rãi tiến lại cái giếng, mặc kệ Thạch Đầu khuyên ngăn. Trong mấy chốc đã tới trước giếng, cậu không chần chừ nữa mà nhìn xuống dưới, khuôn mặt lập tức kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này không kéo dài được quá lâu thì đã bị lời nói của Bích Dao cắt ngang. Nàng ta khuyên cậu không thể nhìn. Ngay sau đó Thạch Đầu cũng thể hiện ra bản lĩnh của hắn. Hắn cắm mạnh vũ khí xuống đất, bạo phát ra lực lượng phá hủy ma thuật trước mắt và đẩy lùi Tam Vĩ Yêu Hồ về sau. Nàng ta cũng thừa nhận công pháp của tên này thực sự lợi hại. Bích Dao cũng bị đẩy lùi, nhìn thấy nàng ta, Thạch Đầu tưởng là đến trợ giúp Tam Vĩ Yêu Hồ nên nhanh chóng lao tới công kích. Cũng may là có Trương Tiểu Phàm chạy ra can ngăn. Vậy nhưng vì đã lỡ đà nên Thạch Đầu liền trượt chân ngã xuống đất, cây trượng trên tay rơi thẳng xuống mặt. Tam Vĩ Yêu Hồ chủ động tiến lại gần Tiểu Phàm hỏi thăm, nàng rất muốn biết cậu đã nhìn thấy điều gì ở trong giếng. Tiểu Phàm lấy ra vũ khí phòng thủ, bản thân nhìn thấy gì thì liên quan gì đến nàng ta cơ chứ. Nàng ta tiếp tục nói thêm vài câu khuyên ngăn, vậy nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị chúng chiêu bay đi. Thì ra người vừa ra tay tấn công là Lý Tuân và Yến Hồng của phần Hưởng Cốc. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Thạch Đầu vô cùng vui mừng. Bây giờ thế cục chính là 5-1, để xem nàng ta sẽ ứng phó như thế nào. Dứt lời liền lao lên, Tam Vĩ Yêu Hồ cũng lập tức phân thân biến mất. Lý Tuân cho biết, hồ yêu này có liên quan tới một món bảo vật bị mất của phần Hưởng Cốc, cho nên hai người muốn tự tay bắt lấy nàng ta, mọi người chỉ cần ở đây đợi tin tốt mà thôi. Nói rồi hai người cũng động thủ, 3 người Tiểu Phàm cũng đuổi theo. Thì sao mối ân oán giữa phần Hưởng Cốc và Tam Vĩ Yêu Hồ là thượng quản lão quỷ của phần Hưởng Cốc đã đánh trọng thương đại ca của nàng, cho nên nàng ta lập tức tỏ rõ sát ý báo thù. Còn lý do ca ca của nàng bị đánh có lẽ là ăn trộm thần khí phần Hưởng Cốc huyền hỏa. Hai bên động thủ một hồi, sau đó Tam Vĩ Yêu Hồ chủ động lao vào hang động. Lý Tuân và Yến Hồng cũng lập tức đuổi theo, vậy nhưng vừa mới vào bên trong hang động thì Tam Vĩ Yêu Hồ đã chờ sẵn, bộ dạng còn vui mừng vì đã dụ được hai người tiến vào đây. Nàng khẳng định chắc nịch, hắc thạch động này chính là nơi chôn thây của mấy người.
Trong lúc cả hai còn đang thắc mắc lời nói của Tam Vĩ Yêu Hồ có hàm ý gì, thì mặt đất đã rung động. Ngay sau đó là một con rồng lửa ngoi lên từ phía sau nàng ta rồi trận chiến lại tiếp tục. Ở bên ngoài, đám người Trương Tiểu Phàm cũng đuổi tới trước hang động. Vì không biết bên dưới có nguy hiểm gì nên chưa ai dám xuống. Nhìn thấy Bích Sao ở phía sau, cậu thắc mắc sao nàng cứ bám theo như vậy. Chuyện chủ yếu vốn không liên quan tới nàng. Bích Sao không muốn thua thiệt nên nhanh chóng phản bác. Ai bảo nàng đi theo, mình thích thì mình tiến vào, nàng chủ yếu của nàng, đâu cần đi cùng với cậu. Nói rồi, Bích Sao cũng chủ động xung phong lao xuống dưới hang động. Hai người không còn cách nào khác là lao xuống theo. Trong hang động là trận chiến kịch liệt, mặc dù lấy 2-1, vậy nhưng Tam Vĩ Yêu Hồ vẫn chiếm được ưu thế. Nàng ta nhanh chóng bón hành cho hai người rơi xuống dưới. Được đá lao lên, nàng ta lập tức bồi thêm một chiêu định kết liễu hai người. Vậy nhưng đám người thạch đầu kịp thời xuất hiện giải cứu. Sau đó cả ba cùng nhau tấn công hội đồng, hai bên giằng co kịch liệt. Trương Tiểu Phàm chủ động lao lên cản địch, thành công cầm chân được nàng ta một lúc. Hành động này càng làm cho nàng ta tức giận. Hôm nay nhất định lấy mạng đám người này, như vậy cũng không tính là giết nhầm kẻ vô tội. Dứt lời, cả đám lại tiếp tục một màn giằng co. Lý Tuân nhận ra rồng dưới đáy chui ra ngoài, cho nên bảo vật huyền hỏa giám nhất định là ở phía dưới. Bọn họ muốn đám người Tiểu Phàm cầm chân Tam Vĩ Yêu Hồ, còn mình thì đi xuống dưới. Biết được ý đồ đó, Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức ngăn cản và nhiều không được, sau đó lại bị ba người hợp lực dồn ép. Trong lúc đang chiến đấu căng thẳng thì đột nhiên xuất hiện mấy cái xúc tu của một con sâu. Nó thình lình xuất hiện phía đằng sau Bích Sao. Trương Tiểu Phàm phát hiện nàng ta gặp nguy hiểm nên nhanh chóng tiến lại giải cứu. Vật lộn với mấy cái xúc tu một hồi liền bị nó quân lấy rồi kéo vào bên trong hang ổ của nó. Khi tỉnh lại thì đã thấy thân thể bị treo ngược, con yêu thú chậm rãi kéo cậu tiến lại gần miệng. Đúng lúc sắp trở thành món thịt tươi sống cho quái vật thì Trương Tiểu Phàm bộc phát thực lực thoát khỏi khống chế. Sau đó giằng co một lúc, cả hai cùng nhau rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng. Vậy nhưng nam chính kịp thời ngừng tụ ra một tầng kết giới bảo hộ nên giữ được cái mạng nhỏ, còn con yêu thú thì trực tiếp rơi xuống hòa vào dòng dung nham. Sau khi đã thành công thoát khốn, Trương Tiểu Phàm lập tức đụng độ phải một kẻ khác, bộ dạng hắn ta có vẻ yếu ớt. Hắn chậm rãi ngồi dậy hỏi thăm cậu rốt cuộc đến nơi này làm gì. Nhìn bộ dạng của kẻ trước mặt, cậu nhận ra hắn ta chính là Lục Vĩ Ma Hồ. Hắn khẳng định rằng không sai, chẳng lẽ cậu chính là người tới giết hắn sao? Đúng thật là chi khí. Nói tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!